Chào tất cả các bạn, mình là Super Siêu Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn bất động sản. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tìm mua một căn hộ chung cư tại thành phố Vinh. Bản thân mình cũng đã bán khá là nhiều dự án chung cư rồi. Đầu tiên là mình bán chung cư Bảo Sơn này, chung cư Eurowindow này, chung cư TNT Victoria này, chung cư Huy Hùng này, chung cư Trung Đức này, chung cư Hanico này, chung cư Arita này, rồi chung cư Lũng Lô này, chung cư Lũng Lô còn gọi là chung cư Long Châu. Chỉ trừ một số dự án của Techco và của Golden City ra là mình không bán thôi. Còn lại hầu hết các dự án chung cư là mình cũng đã từng bán rồi. Đó, thì khi bạn tìm mua một căn hộ chung cư ấy, cái bước đầu tiên là bạn cần phải xác định tầm tài chính của mình. Bạn muốn mua một căn hộ 700 triệu, 800 triệu hay là 1 tỷ. Đầu tiên phải xác định tầm tài chính. Và cái phương án của bạn mua là bạn vay trả toàn bạn vay trả góp hay là bạn thanh toán toàn bộ. Thường thường nhá, nếu như bạn mua một căn hộ chung cư ấy mà chưa hình thành ấy, tức là bản thân khi mua chung cư ấy là sẽ có những trường hợp là chúng ta sẽ mua một cái tài sản hình thành trong tương lai, tức là cái chung cư đó chưa xây xong, để một cái tòa nhà chung cư ấy đủ điều kiện mở bán ấy là cái tòa nhà chung cư đó phải xong cái phần móng rồi. Đó là khi đó bạn có thể mua chung cư là hình thành trong tương lai và bạn có thể thanh toán theo tiến độ, đó. Tuy nhiên thì trong đó là bạn, một là bạn sẽ lựa chọn là bạn sẽ thanh toán toàn bộ, hai hay là bạn sẽ thanh toán theo trả góp. Đó, đầu tiên là xác định tầm tài chính này, phương thức thanh toán này, rồi mua một tòa nhà chung cư mới hay là một tòa nhà chung cư cũ này, hay là một cái tòa nhà chung cư mới xây này, tức là mới xây phần móng ấy. Đó, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai đó là xác định vị trí mà bạn mua. Chẳng hạn như là nếu như bạn mua ở đường 32 thì các bạn có thể có những lựa chọn, chẳng hạn như là chung cư Huy Hùng, chung cư Handico. Đó, nếu như bạn mua ở gần chợ Vinh thì chúng ta có các lựa chọn, chẳng hạn như là chung cư Eurowindow, chung cư TNT hay là chung cư Long Châu. Đó là những cái tòa nhà chung cư. Đó là bạn, bước thứ hai là phải xác định vị trí mà bạn mua. Bước thứ ba đó là tìm hiểu về cái dự án đó. Tìm hiểu về cái dự án đó. Để tìm hiểu một cái dự án chung cư ấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu rất nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là chủ đầu tư của chung cư đó là ai, bản thân cái chủ đầu tư đó đã có kinh nghiệm trong quá khứ hay chưa, đã từng thi công dự án nào hay chưa, tiềm lực tài chính của chủ đầu tư nó như thế nào, rồi gọi là mức độ uy tín của chủ đầu tư đó như nào. Đó là tìm hiểu về chủ đầu tư nhá. Rồi bạn tìm hiểu về pháp lý cái dự án này. Hiện tại dự án này là mới đang xây dựng hay là đã xây dựng xong rồi, sổ hồng đã có hay chưa, rồi tiến độ thanh toán theo từng đợt hay là trả hết. Đó, nếu như bạn mua trả góp ấy thì thường thường ấy là bạn sẽ phải thanh toán 30%, ký hợp đồng mua bán, sau đó mới làm việc với ngân hàng để giải ngân. Đó là tìm hiểu về một dự án nhá. Rồi tìm hiểu xem bước thứ tư là chúng ta tìm hiểu trong cái dự án đó nó có những mẫu căn hộ như nào, căn hộ 2 phòng ngủ hay là 3 phòng ngủ, diện tích như nào. Hầu hết các căn hộ tại Vinh ấy là thường thường nếu như 2 phòng ngủ ấy thì sẽ có 2 phòng vệ sinh, chỉ trừ một số tòa nhà nó có 2 phòng ngủ 1 phòng vệ sinh, chẳng hạn như là chung cư Cửa Tiền. Đó, còn hầu hết ấy là sẽ có là 2 phòng ngủ, thường thường đi kèm với 2 phòng vệ sinh, hoặc là 3 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh. Đó là những cái sản phẩm căn hộ thông thường. Ngoài ra ở Vinh ấy, hiện tại cũng có một số cái sản phẩm đặc biệt, chẳng hạn như là những căn hộ thông tầng. Căn hộ thông tầng thường thường người ta sẽ làm ở trên tầng thượng, ví dụ như là ở chung cư Trung Đức ấy, là người ta có những cái căn hộ gọi là căn hộ duplex, là những căn hộ 2 tầng nằm ở 2 tầng trên cùng á. Đó, khi bạn đi mua ấy thì thật sự ấy, đối với chung cư nhá, thì mình có một cái lời khuyên là nên mua những căn hộ mà đã xây xong rồi. Bởi vì mình cảm thấy bản thân rất nhiều chủ đầu tư bây giờ làm ăn rất thiếu uy tín. Tức là bản thân mua một tòa nhà chung cư ấy là cứ nên sờ được thấy được nhá, nó xây xong rồi. Có thể là mình sẽ mua chậm đi một tí, giá cao hơn một tí, nhưng mà mình thấy được là người ta đã thi công như nào. Còn rất nhiều chủ đầu tư bây giờ cam kết như này như kia, cuối cùng xây xong nó không đúng như cam kết, mà cuối cùng như các bạn vừa mất tiền và vừa ôm một cục tức. Đó là lời khuyên của mình dành cho các bạn khi mua chung cư. Còn chia sẻ một tí về các khoảng giá nhé. Nếu như bạn có khoảng tầm trên dưới 65 triệu ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu về chung cư Arita, rồi chung cư Handico ở đường 32 ấy. Nếu như có cao hơn một tí thì tầm 700-800-900, hơn 1 tỷ thì có chung cư Bảo Sơn. Chung cư Bảo Sơn thì chủ đầu tư vẫn không được uy tín lắm.
Rồi nếu trên 1 tỷ thì có thể tìm mua chung cư Trung Đức này. Đó, trên dưới 1 tỷ nữa thì tìm mua chung cư Long Châu này, gọi tự còn được gọi là chung cư Lũng Lô ấy, ở ngay gần chợ Vinh. Đó. Về cơ bản thì mình nghĩ ấy, đối với thị trường chung cư tại Vinh nhá, là theo mình ấy thì mình đánh giá là không có cái tòa nhà nào gọi là cao cấp cả. Không có cái tòa nhà nào gọi là cao cấp cả. Và bản thân về cái tiến độ hay là tiến độ ra bìa hay là gì đó là mình vẫn thấy rất chậm. Mình theo như quan sát của mình ấy thì rất nhiều tòa nhà chung cư bây giờ vẫn chưa ra sổ, có những tòa nhà chung cư 2-3 năm rồi vẫn chưa ra sổ. Đó, thì bởi vậy cho nên người mua nhà khi mua một căn hộ hãy tìm hiểu thật kỹ, hãy cân nhắc thật kỹ. Thì mình thấy ấy, là ở chung cư thật sự là nó cũng sướng. Đặc biệt là đối với những đôi vợ chồng trẻ là ở tương đối thoải mái. Nhưng mà nên chọn các tòa nhà ấy mà có không gian thoáng mát xung quanh. Không gian xung quanh, đặc biệt là lưu ý chỗ để xe nhé. Chỗ để xe cực kỳ quan trọng. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên like, comment và chia sẻ. Mình sẽ làm thêm nhiều video nữa về bất động sản tại Vinh.